Rồi, chào tất cả mọi người đã quay trở lại với video tiếp theo của kênh Ăn Lối Miền Tây ha. Thì các bạn ơi, hiện tại trên màn hình của mình là một cái thông báo của app Sacombank Bay các bạn. Rồi, ok, thì cái thông báo này dành cho tất cả những bạn đang sử dụng app Sacombank Bay ha. Thì đây là một cái tính năng mới của app Sacombank Bay. Thì nó đã có thêm một cái tính năng, đó là tính năng duyệt qua OTP nha các bạn. Đó, thì nó gồm cái chức năng gì? Như là nó duyệt giao dịch siêu tốc nè, an toàn với mã pin, vân tay, IRS. Đó, không lo tin nhắn giả mạo, chỉ cần bạn chuyển vùng quốc tế, hoàn tiền miễn phí ha. Rồi, đây mình đã truy cập vào app Sacombank Bay để mình chia sẻ cái mục mới đó cho các bạn xem nha. Rồi, các bạn ơi, sau khi truy cập vào app Sacombank Bay thì các bạn sẽ để thấy ngay ở phần giữa nè, có cái chữ là Smart OTP ha. Đây là cái giao diện mới, nó có cập nhật thêm cái chức năng này ha. Mình sẽ bắt đầu mình vô kích hoạt nó nha các bạn. Thì để kích hoạt nó thì các bạn phải xác thực đăng ký nè và tạo mã pin và mã khóa hoặc vân tay nha. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành mình nhấn vào ô kích hoạt ở bên dưới góc cùng nữa các bạn. Thì các bạn sẽ chọn vô kích hoạt ngay để mình kích hoạt nó ha, và mình sẽ thử cái chức năng nó cho các bạn xem ha. Sau khi nhấn kích hoạt thì các bạn sẽ nhấn đồng ý để mà nó nhập cái mã kích hoạt vô ha. Đó, thì bạn nhấn ô đồng ý thì nó sẽ gửi tin nhắn trực tiếp về điện thoại của mình, gồm một cái mã gồm là 8 số nha các bạn. Đây, một cái mã 8 số như thế này. Đó, rồi các bạn sẽ test vô chỗ là tôi đã đọc và đồng ý điều khoản ha. Rồi các bạn sẽ nhấn ô tiếp tục để mà kích hoạt cái này ha. Rồi, ok các bạn, sau khi nhấn ô tiếp tục mình sẽ bắt đầu mình tạo một cái mã pin cho Smart OTP này nha. Cái mã pin gồm 6 số, các bạn có thể đặt giống cái mã pin mình đã đặt cái mật khẩu app mình cũng được nha các bạn. Thì các bạn thôi. Đó, mình sẽ nhập mã pin 6 số này vô và nó kêu mình xác nhận là lần thứ hai nha các bạn. Phải nhập 2 lần mới được nha. Đó, thì ở đây nó kêu mình xác nhận bằng vân tay nè, các bạn nên xác nhận vân tay để mà cho nó an toàn hơn cho cái app mình ha. Đây mình xác nhận vân tay vô là xong. Đây, để là xác nhận vân tay đã thành công ha. Mình chỉ nhấn ô hoàn tất là để nó xác minh lại thôi. Đó. Đó, nó để là mình đã kích hoạt thành công nè bạn, nó đã gửi tin nhắn Sacombank cho mình ha. Rồi, thì cái chức năng này nó có tác dụng như thế nào? Thì mình sẽ vào mình thực hiện cái chức năng đó cho các bạn xem ha. Rồi, ok, mình sẽ giải thích cái tính năng mới của Sacombank Bay là cái Smart OTP này các bạn. Thì cái này nó có chức năng là nó sẽ thay đổi cái xác thực tin nhắn gửi trực tiếp về số điện thoại cho bạn. Khi mà các bạn chuyển tiền thì thay vì các bạn chuyển tiền thì nó sẽ Sacombank. Khi xác nhận chuyển tiền thì Sacombank sẽ gửi cho một các bạn một cái mã 6 số từ tin nhắn Sacombank ha. Thì các này không cần các bạn, cái này thì các bạn chỉ cần nhập cái mã đó. Đó, trực tiếp lên vô cái app này luôn, rồi xong nó sẽ lên cho bạn luôn, không cần phải gửi tin nhắn trực tiếp ha. Đây mình sẽ thực hiện thử cho các bạn xem. Rồi, ok các bạn, bây giờ mình sẽ tiến hành vô mình chuyển tiền thử cho các bạn xem để nó xác thực cái mã Smart OTP này như thế nào ha. Đây, mình sẽ chọn tài khoản của mình ra vô ha. Xong mình sẽ chọn ngân hàng, mình sẽ chọn cho ngân hàng chuyển khác ngân hàng nha các bạn. Đây mình sẽ chọn cho ngân hàng Kiên Long. Mình sẽ chọn cho số tài khoản của mình luôn nha các bạn. Đây mình sẽ nhập số tài khoản của mình vô. Rồi. Sau khi nhập số tài khoản mình chỉ cần kéo vô là nó sẽ kiểm tra được ha. Rồi, các bạn sẽ nhập số tiền vô ha. Mình sẽ chuyển thử là 20.000. Đó, rồi bên dưới là để diễn giải. Rồi, các bạn chỉ cần nhấn ô tiếp theo. Đó. Sau khi nhấn ô tiếp theo mình sẽ kiểm tra lại những cái thông tin. Các bạn nhấn tiếp theo tiếp. Đó thì nó kêu mình xác thực nè. Đó, mình chỉ cần xác thực vân tay thôi là xong hết các bạn. Đó. Đây, mình nếu mà không, các bạn không xác thực vân tay á, thì mình có thể nhập mã pin ha. Nhập mã pin ở bên dưới nó để số nè, mình có thể nhập mã pin vô để mình xác thực ha. Tại vì này mình nhập số cho các bạn xem hay là mình sẽ nhập vân tay. Đây mình sẽ nhập vân tay ha. Rồi, thì sau khi xác nhận vân tay thì nó sẽ cho mình kiểm tra lại ha. Mình chỉ cần nhấn ô xác nhận ở bên dưới là nó sẽ thực hiện chuyển tiền qua ngân hàng Kiên Long ngay nha các bạn. Đây mình sẽ nhấp vô ô xác nhận để mà thực hiện chuyển tiền nha. Đó, nó đang chạy nè các bạn. Rồi, thì đây là cái giao dịch chuyển tiền bằng cách xác thực Smart OTP nha các bạn. Đó. Rồi, thì nó thật sự là nó giống y hệt như cái Emkin nha các bạn, và nó xác thật bằng em sai ha. Nó sẽ có tính năng này sẽ an toàn hơn cho các bạn nha. Rồi chắc mình cũng xin phép dừng video ở đây. Thì cảm ơn các bạn đã xem và theo dõi video ha. Và đây là cái những cái chi tiết giao dịch của nó.